Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Từ Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Hình ảnh là một dàn đồ. Từ 2 ngày trước đó đã có một trận mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Thiểm Tây và lũ lụt ở huyện Mi An ở Hán Trung đang rất nghiêm trọng. Vừa qua, Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng từ ngày đầu tháng, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và từ 2 ngày qua, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hàn Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm nay, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jinjiangge Yongku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 5 giờ 55 phút ngày hôm nay là 1.370 m³/giây. Và trạm thủy văn Yunhe Changgunpu có lượng đỉnh lũ vượt mức báo động 10 giờ ngày hôm nay là 1.760 m³/giây. Hôm nay, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Ca đã trải qua trận lũ 13.000 m³/giây vào lúc 11 giờ ngày hôm nay, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 19 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa hơn 70mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 110mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quây Nan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày mai, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà, lũ tiếp tục lên và dòng chảy trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m³/giây. Trong 24 đến 72 giờ tới, đoạn Ba He trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm nay, nền móng ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xiên Tao, thị trấn Trinh Quan, huyện Yiyang, An Khang bị sụt lún và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc động bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yangyang, Yungu, Yunmong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Các phương tiện truyền thông của Đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo cáo cho biết, đây đáng lẽ phải được coi là một lời ca tụng nhưng nó cho thấy rõ ràng rằng thảm họa lũ lụt đã xảy ra trong một thời gian và gây ra rất nhiều thiệt hại nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt. Theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 2 ngày qua, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc giả vờ như không biết và chỉ đưa tin nhiều đợt mưa lớn mà không tập trung vào lũ lụt và những nơi khác nhau. Trận lụt toàn diện có thể chỉ mới bắt đầu như thường lệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy những tin tức xấu và các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không cần phải xuất hiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Lý Khắc Cường đã phá vỡ một số sự thật.
Trên trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát đi thông báo, Cục Quản lý Khẩn cấp của Văn phòng Quốc phòng hỗ trợ chính quyền địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và đưa ra cảnh báo mưa lớn có nguy cơ mất an toàn cho 10 tỉnh, thành phố. Theo các nguồn tin, từ 8 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo và vượt quá lịch sử. Lũ lụt đã xảy ra ở một số đoạn của dòng chính của sông Bắc Giang, mực nước của dòng chính sông Tây Giang đã dâng cao. Tin tức cũng cho biết nhóm công tác đã được cử đến thiểu quan Meiju, Haiyuan, Qingyuan, Shaorao và Jingdezhen ở Quảng Đông, đồng thời điều động khẩn cấp các loại túi dệt, vải dệt nhiều lớp, thuyền xung kích, các trạm bơm và thoát nước dòng chảy lớn và lưới. Các vật liệu kiểm soát lũ lụt có thể thấy các tỉnh phía Nam không còn đơn thuần là mưa nhiều mà đã bị lũ tàn phá. Tin tức không đề cập đến tình hình cụ thể của thảm họa ở nhiều nơi, bao gồm cả số người thương vong và thiệt hại kinh tế. Tin tức cũng cho biết họ đã ban hành cảnh báo nguy cơ an toàn mưa lớn cho 10 tỉnh và thành phố bao gồm Cát Lâm, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, yêu cầu tập trung vào việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa như lũ lụt vừa và nhỏ. Các con sông có kích thước lớn, các cơn lốc xoáy ở núi, các thảm họa địa chất và ngập úng ở đô thị. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc không mấy lạc quan, nhưng các phương tiện truyền thông, đảng cố tình né tránh. Vừa qua, Tân Hoa Xã đưa tin tại sao mưa lớn gần đây tiếp tục ở phía Nam và nhiệt độ cao vẫn tiếp tục ở phía Bắc. Báo cáo vẫn chỉ nói rằng một vài đợt mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và Nam sông Dương Tử đã gây ra lũ lụt miền Nam và hạn hán miền Bắc gần đây và hoàn toàn không đề cập đến 104 con sông có lũ trên báo động. Báo cáo yêu cầu các chuyên gia thực hiện một số phân tích nói rằng mùa lũ lụt trước ở Nam Trung Quốc thường cao nhưng dự đoán rằng lượng mưa lớn liên tục ở Nam Trung Quốc sắp kết thúc. Cuối cùng đã cảnh báo rằng nó có thể gây ra lốc xoáy, núi, lở đất, sạt lở đất, ngập úng thành thị, nông thôn và các thảm họa khác. Các phương tiện truyền thông của đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo cáo cho biết, Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai công tác kiểm soát lũ và đảm bảo an toàn cho các sông lớn và các hồ chứa lớn trong mùa lũ đã được ưu tiên hàng đầu, đồng thời di chuyển người dân để tránh nguy hiểm và tái định cư hợp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được xếp hạng ở phía sau. Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có xử lý loại thảm họa nào đi chăng nữa, tính mạng con người không phải lúc nào cũng được đặt ở vị trí cao nhất, bảo vệ các con sông lớn đơn giản là không thể và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể kiểm soát được. Chúa ơi, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng sự an toàn của các hồ chứa để ngăn chặn sự cố vỡ đập lũ lụt được xả ra khi mực nước vượt quá mức cảnh báo. Điều này thường làm trầm trọng thêm thiên tai lũ lụt do mưa lớn. Mực nước sẽ đột ngột dâng cao và thường không có cảnh báo trước nên người dân vùng bị thiên tai đã mất cảnh giác. Kính thưa quý vị, một thảm họa lũ lụt lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu. Đường hầm Bắc Kinh – Quảng Châu đã bị ngập trong một thời gian ngắn và tàu điện ngầm Trịnh Châu cũng nhanh chóng bị ngập. Kết quả điều tra và xử lý tương ứng vẫn chưa được công nhận bởi công cộng. Cựu thị trưởng Trịnh Châu Hầu Hồng bị giáng chức làm vật tế thần. Vào thời điểm đó, trang web của chính quyền thành phố Trịnh Châu thông báo trong vài ngày qua, thị trưởng Hầu Hồng đã nhiều lần mạo hiểm đến các hồ chứa sông và các điểm nguy hiểm khác nhau trong mưa. Tại hồ chứa Trường Giang, Hầu Hồng đã kiểm tra con đập mực nước hồ chứa xả lũ chứa. Theo yêu cầu của chính quyền Trung ương, Hầu Hồng đặt sự an toàn của hồ chứa lên hàng đầu, đồng thời sắp xếp việc xả lũ của hồ chứa làm ngập lụt thành phố Trịnh Châu. Cuối cùng, cô trở thành vật tế thần và cô nên cảm thấy rất sai lầm. Một năm sau, Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Các hồ chứa vẫn là quan trọng nhất và xả lũ có lẽ vẫn là tiêu chuẩn. Vào 3 ngày trước, nước được xả ra từ hồ chứa Xiaolangji ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Mặc dù cuộc họp Quốc vụ viện đã đề cập đến việc sàng lọc các kế hoạch khẩn cấp, đóng cửa những nơi có tình huống nguy hiểm và điều chuyển nhân sự.
nhưng trong hệ thống quan liêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ước tính đó chỉ là lời nói suông và rất có thể thực hiện nó một cách nghiêm túc. Làm sao các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói dối, trên dưới thực sự quan tâm đến người dân và người dân trong vùng thiên tai chủ yếu dựa vào tự lực. Người dân ở những vùng trũng thấp có hồ chứa xung quanh phải luôn căng dây chuẩn bị sớm và chạy ngay khi có thể. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.